tiên mình cần hiểu task mining là gì. Thì task mining là quá trình sử dụng công nghệ để tự động thu thập và phân tích dữ liệu về cách thức mà nhân viên thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày trên máy tính của họ. Và task mining hoạt động bằng cách ghi lại những hành động của người dùng, cụ thể như là click chuột, cuộn thanh cuộn hay là nhấn phím, và thông qua sử dụng OCR, Machine Learning hay là NLP để tiến hành phân tích và đưa ra những thông tin hữu ích cho việc xác định tiềm năng tự động hóa. Thì các bạn có thể thấy nó tương đồng với Task Capture. Tuy nhiên thì Task Capture nó chỉ ghi lại hành động, còn Task Mining sẽ đi sâu vào phân tích những hành động đó và đưa ra dữ liệu phân tích phục vụ cho việc cải tiến quy trình. Đầu vào của quá trình này là những hành động được ghi lại, và đầu ra là tổng quan về quy trình của công việc đó cũng như là các tài liệu quy trình liên quan. Và ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn công cụ Task Mining của UiPath. Thì đây là một công cụ khá phổ biến và nó có thể giúp nhận diện bức tranh tổng quan về quy trình hiện tại một cách nhanh chóng với ít nguồn lực hơn được tham gia, tăng khả năng nhìn nhận vào quy trình và tìm ra cách để hành động dựa trên những hiểu biết thu được thông qua tự động hóa, trao quyền cho nhân viên hướng dẫn thực hiện quy trình cũng như là quản lý trung tâm các dự án và bảo vệ dữ liệu an toàn và riêng tư. Thì công cụ Task Mining của UiPath có những tính năng như là thu thập thông tin về các hành động cũng như là xây dựng biểu đồ nhanh hơn, tự động hợp nhất các hành động tương tự hoặc xuất ra nhiều định dạng phù hợp với nhu cầu của mình, từ đó cải thiện độ chính xác, trực quan của quy trình, giảm lượng công việc mà con người phải làm. Và công cụ này sẽ có hai hướng tiếp cận tùy vào nhu cầu và bối cảnh sử dụng. Thứ nhất là Assisted Task Mining, dùng để thực hiện những quy trình mà mình đã hiểu và nắm rõ luồng đi, và Unassisted Task Mining dùng để thực hiện những quy trình mà chưa nắm rõ và cần hỗ trợ của một số người liên quan khác để hoàn thiện quy trình. Đầu tiên là Assisted Task Mining thì nó cho phép bạn thu thập các biến thể của các nhiệm vụ mà mình đã biết và hiểu rõ nó thực hiện như thế nào, sau đó xem xét và tối ưu hóa các quy trình đó. Thì đặc điểm nổi bật ở đây là Assisted Task Mining sẽ ghi lại trong một lần duy nhất để tạo thành luồng quy trình. Thì sau khi thực hiện ghi lại quy trình, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu và đưa ra tổng quan về quy trình đó, bao gồm số lượng quy trình, số lượng người dùng, các hành động được ghi lại và tổng thời gian thực hiện cũng như là tổng ứng dụng đã sử dụng. Còn về Unassisted Task Mining thì nó sẽ phức tạp hơn, là nó sẽ khai thác các tác vụ chưa xác định rõ về quy trình diễn ra như thế nào và khám phá các tác vụ lặp đi lặp lại phù hợp cho tự động hóa. Đặc điểm khi sử dụng Unassisted Task Mining là nó sẽ ghi âm liên tục trong nhiều ngày và phân tích trong một khoảng thời gian nhất định. Nó sẽ phân tích hoạt động trên máy tính địa bàn của một nhóm người dùng xác định, hay là phân tích ứng dụng hoặc bộ ứng dụng mà nhân viên đang sử dụng khi thực hiện các nhiệm vụ của mình, cũng như là dụng cụ để thực hiện quy trình nhiệm vụ đó. Những người sử dụng công cụ Task Mining hướng tiếp cận này thường là admin, là người cấu hình cho các dự án sử dụng Unassisted Task Mining, và BA là người làm việc với admin và chuyên gia để hiểu quy trình và xác định quy trình có tiềm năng tự động hóa gì, và người dùng là những nhân viên thực hiện công việc để phục vụ cho việc lấy dữ liệu phân tích. Ngoài ra, những đối tượng liên quan khác như là chuyên gia, team phát triển tự động hóa và các lập trình viên. Các giai đoạn của một dự án về Unassisted Task Mining sẽ gồm 6 bước như sau. Thì đến với bước đầu tiên là chọn nhóm người dùng cho dự án. Thì để xác định được nhóm người dùng cho dự án thì các bạn có thể xem xét các tiêu chí sau. Thứ nhất là chọn các quy trình có mẫu lặp đi lặp lại. Thứ hai là tránh môi trường ảo và các quy trình được hình thành từ các hoạt động liên quan đến ứng dụng máy tính lớn.
Thứ ba là chọn người dùng tham gia vào các hoạt động tương tự và chọn các nhóm người sử dụng các mô đun trông khác nhau. Ngoài ra, hãy tìm những nhân viên sử dụng các ứng dụng khác nhau cho các phần khác nhau của quy trình. Thì ở bước này các bạn cũng sẽ thực hiện lập dự án và hướng dẫn người dùng sau khi xác định được nhóm người dùng dựa trên các tiêu chí trên. Bước tiếp theo là thu thập dữ liệu, sẽ gồm có 3 công việc chính, đó là cấu hình dự án, cài đặt touch mining và cuối cùng là ghi lại các dữ liệu màn hình của người dùng mà không ảnh hưởng hay làm cản trở công việc của họ đang thực hiện. Ở bước phân tích, dữ liệu sẽ được đưa đi chạy mô hình học máy để phân tích và admin có thể theo dõi tiến độ và nhận được thông báo qua email cũng như là kết quả phân tích sau khi chạy xong dữ liệu. Đến với bước trực quan thì PA, admin và SME sẽ phối hợp với nhau và cho ra danh sách các điểm tự động hóa tiềm năng cũng như là luồng đi đem lại hiệu quả cao. Và sau khi trực quan kết quả, các bạn có thể xuất ra theo file định dạng mong muốn như là Word, UiPath Studio để tiện thực hiện xử lý công việc tiếp theo. Và bước cuối cùng là lập trình viên sẽ phát triển quy trình tự động hóa dựa theo những tiềm năng mà kết quả trực quan cho ra ở trước đó. Một điều đáng quan tâm là mình sẽ đo lường mức độ hiệu quả sau khi sử dụng touch mining như nào. Thì như các bạn có thể thấy, thì ở bước trực quan cũng sẽ bắt đầu xác định đo lường hiệu quả của quy trình để xem xét và cải thiện nó. Và tại đó người ta đánh giá kết quả theo các tiêu chí sau. Thứ nhất là số lần lặp lại và tổng thời gian sử dụng càng nhiều thì điểm càng cao. Thứ hai là nhiệm vụ càng dài thì thời gian sẽ càng nhiều và điểm sẽ càng thấp. Số lượng người dùng càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng là số lượng quy trình, công đoạn càng nhiều, càng lặp lại nhiều thì điểm càng cao. Thì các bạn có thể dựa vào số điểm đó để xác định điểm quy trình có tiềm năng tự động hóa. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể đo lường hiệu quả trước và sau khi sử dụng Task Mining bằng các chỉ số như sau. Đầu tiên là đo lường thời gian giải quyết công việc trước và sau khi áp dụng Task Mining. Thứ hai là xác định sự giảm thời gian cần thiết để hoàn thành một quy trình khi áp dụng Task Mining. Thứ ba là đo lường tỷ lệ tự động hóa khi triển khai Task Mining so với trước đó. Thứ tư là tỷ lệ lỗi khi áp dụng giải pháp tự động hóa. Và tiếp theo là tính toán lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào touch mining so với chi phí ban đầu. Bên cạnh đó thì còn đo lường sự thay đổi trong mức độ hài lòng của nhân viên cũng như là tính linh hoạt của quy trình.